bảo là chị đang đi chơi, không có việc gì gấp thì đừng có gọi cơ mà. Cái gì hết? Túi có với khay khảm chai chị đặt rồi, chiều hàng về. Xà phòng với dầu dừa thì ở trong kho vẫn còn đấy. Mà ngày kia chị về chắc sẽ có thêm mấy mẫu bình gốm mới. Các em dọn dẹp kệ để chuẩn bị chỗ để đi nhá. Ôi, có cửa, có cửa. Có vẻ sộp đấy. Đi. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ai kết ta được. Ôi, xin lỗi. Không sao. Chị ơi, bọn em bán xà phòng thảo dược, mời chị xem qua ạ. Xà phòng handmade à? Ui, đúng là chuyên gia có khác, nhìn phát biết luôn. Nhiều người cứ tưởng bọn em bán bánh ngọt đấy. Có gì đâu mà không nhận ra. Trông hơi mộc, nhưng mà cũng thơm đấy. Ôi, dùng rất thích đấy chị ạ. Xà phòng bọn em là 100% từ thảo dược ạ. Thế à? Sao bọn em lại phải đi bán rong mà không ký gửi hàng vào mấy cửa hàng kia? Ui, bọn em cũng mới bán. Với lại là nếu ký gửi ở những chỗ này, người ta lại bắt trích phần trăm. Nếu mà tương lai xà phòng phát triển là bọn em cũng muốn thuê một cái kiosk nhỏ đấy ạ. Việc gì khó thì phải tìm cách chứ. Anh. Hả? Chú ạ. Chú ạ. Chào bác cháu. Chào chú lâu chưa? Cháu cũng vừa mới đến thôi ạ. Thôi, bây giờ mình đi xem luôn không muộn nhá. Dạ vâng ạ. Chị gửi nhá. Chú đi đây. Chị đi. Lão hỏa. Vừa chăn được quả khách rồi, phá đám. Nhìn chị xinh nhỉ. Nhìn chị xinh nhỉ. Biết rồi. Nước của cháu đây. Cháu xin ạ. Hôm nay mấy giờ cháu xuống làng gốm? Dạ chắc tầm chiều 2 giờ chú gọi hộ cháu cái taxi nhá. Ấy, không được đâu. Đường xuống đấy bây giờ người ta đang làm, taxi không vào được. Thôi, để chú gọi cho cháu một cái xe ôm để đi cho nó tiện. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Ừ. Mà chú ơi, bên chú dùng xà phòng của hãng nào mà thơm thế ạ? Dùng tốt hả cháu? Vâng, cháu thấy vừa thơm vừa mềm tay. Bây giờ người ta chuyển sang dùng sữa tắm hết rồi. Chú dùng xà phòng thảo dược thành ra lại lạ ấy. Đúng là có tư duy khác biệt. Của mấy thằng hôm qua đấy. Ồ thế ạ? Nếu cháu thấy tốt ấy, có khi chú phải lấy thêm cho khách dùng. Thôi, cháu uống nước đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Chú đến gửi tiền, mấy cái bánh xà phòng hôm qua chú lấy. Ôi thôi, mấy cái bánh đấy là cháu tặng chú để nhờ chú quảng cáo mà. Chú lấy của chúng mày làm gì? Chú gửi tiền này, khách họ khen, chú lấy nốt chỗ còn lại. Chú mua hết chỗ này á? Ừ. Sao? Không muốn bán à? À không, có chứ. Đây đây đây. Lấy xà phòng cho chú. À, hôm qua chú cầm của bọn cháu 5 bánh rồi. Ừ. Bây giờ 5, 3, 15. Bây giờ thêm 12 bánh nữa. Ừ. Tổng cộng là 17 bánh ạ. 17 nhân với 30 bằng 501 ạ. À, 501 hả? Vâng ạ. Ừ. Thế là chú còn thiếu 10.000 này. À... chú cứ đưa đây rồi cháu trả lại ạ. À đây, chú gửi. Thôi. Đáng bao nhiêu đâu. 500 tròn là được rồi chú ạ. Thế được rồi. Thế chú xin. Dạ vâng. Mà này, có biết ai khen xà phòng này không? À vâng, ai đấy hả chú? Chị Ánh hôm qua vừa mới gặp ấy. Cái bà chị mà bán hàng ở trên phố cổ Hà Nội đấy á. Ờ, thôi, chú về nhá. Dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ. Này, tiền mồ hôi công sức của anh em mình đấy. Chị xinh xuất hiện cái đời mình nở hoa luôn. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Lương thì bà uống. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh đi lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút! Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi, rồi đã.
đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này nó là tâm huyết của tao đấy, kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng. Anh bán xà phòng handmade được làm 100% từ thảo dược quê hương em ạ. Em mua về để dùng với cả làm quà, thích lắm. Sao xà phòng của anh trông lạ thế? À, bên ngoài mộc mạc đơn sơ, bên trong chất lượng bất ngờ. Em nha, nhìn xà phòng của anh thế này thôi, nhưng mà dùng thích hơn cả xà phòng công nghiệp em ạ. Thế anh bán cho em một bánh nhá. Em mua à? Vâng. Ừ, hay là em mua thêm đi. Em mua thêm về để tặng gia đình với cả người yêu nữa. Em làm gì đã có người yêu? Mà xà phòng nhà anh có bị dị ứng không? Da của em nhạy cảm lắm ý. Em ơi, xà phòng nhà anh trị được cả ghẻ lở, hắc lào với cả hôi nách nữa đấy. Đúng rồi. Em dùng cái là có người yêu ngay đấy. Tốt thế thì các anh giữ lấy mà dùng. Ờ. Chị đã bảo là chị đang đi chơi, không có việc gì gấp thì đừng có gọi cơ mà. Cái gì hết? Túi có với khay khảm chai chị đặt rồi, chiều hàng về. Xà phòng với dầu dừa thì ở trong kho vẫn còn đấy. Mà ngày kia chị về chắc sẽ có thêm mấy mẫu bình gốm mới. Các em dọn dẹp kệ để chuẩn bị chỗ để đi nhá. Ừ. Ôi, có cửa, có cửa. Có vẻ sộp đấy. Đi. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ấy kết tay rồi. Ôi xin lỗi. Không sao. Chị ơi, bọn em bán xà phòng thảo dược, mời chị xem qua ạ. Xà phòng handmade à? Ủa, đúng là chuyên gia có khác, nhìn phát biết luôn. Nhiều người cứ tưởng bọn em bán bánh ngọt đấy. Có gì đâu mà không nhận ra. Trông hơi mộc nhưng mà cũng thơm đấy. Ôi, dùng rất thích ấy chị ạ. Xà phòng bọn em là 100% từ thảo dược ạ. Thế à? Sao bọn em lại phải đi bán rong mà không ký gửi hàng vào mấy cửa hàng kia? Ủa, bọn em cũng mới bán. Với lại là nếu ký gửi ở những chỗ này, người ta lại bắt trích phần trăm. Nếu mà tương lai xà phòng phát triển là bọn em cũng muốn thuê một cái ký ốt nhỏ đấy ạ. Việc gì khó thì phải tìm cách chứ. Tôi xin được có tí đá đấy à? Này đồng khách, còn mỗi thế thôi. Đồng khách thế mà cả ngày bán được có 2 bánh. Ôi, chả ăn thua lắm nhỉ. Hưng ơi. Tao biết rồi. Để đói chứ gì. Để tao về nấu cơm. À, hai thằng đây rồi. À, chú. Chú tìm chú mày ở trong kia. Ra đây mới gặp. À, chú tìm cháu có việc gì đấy? Chú đến gửi tiền mấy cái bánh xà phòng hôm qua chú lấy. Ôi thôi, mấy cái bánh đấy là cháu tặng chú để nhờ chú quảng cáo mà. Chú lấy của chú mày làm gì? Chú gửi tiền này, khách họ khen, chú lấy nốt chỗ còn lại. Chú mua hết chỗ này á? Ừ.